Phi Tiến xin gửi lời chào kính trọng nhất, thương yêu nhất đến tất cả quý vị trên YouTube channel của Phi Tiến. Một lời chào thật là ấm cúng và thật là chân thành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi YouTube của Phi Tiến trong một tuần qua. Mọi việc và mọi cái video mà Phi Tiến để lên nó không có nhiều lắm bây giờ, nhưng mà so excited, rất là vui bởi vì được sự ủng hộ của quý vị rất là đông đủ. Rất là ngượng ngùng không biết phải nói gì đây, nhưng mà hôm nay là Phi Tiến lên đây để trả lời những cái câu hỏi mà của quý vị đã dành cho Phi Tiến, mà gọi là những câu hỏi mà sao ta rất là hóc búa mà khó trả lời nhất. Phi Tiến đã được đọc những câu hỏi đó ngày hôm nay, tất cả cũng đọc lắm để coi. Trong những cái social media khác thì có những câu hỏi cũng rất là thú vị, cũng như là tại sao mà Phi Tiến ở bên Úc Châu nhiều quá, hoặc là Phi Tiến có ai bên đây hay không, yes or no. Thì Phi Tiến cũng không biết nói sao, là chắc thì tất nhiên là mình có một cái gia đình ở đây, nhưng mà that's it, không có nói gì thêm nữa. Thì từ từ nhé, mình sẽ find out là tại sao Phi Tiến vào Úc Châu rất là nhiều. Nhưng mà trước tiên là Phi Tiến muốn đọc lại những cái câu hỏi và sẽ trả lời. Đáng lẽ thì Phi Tiến có một cái người chị mà giờ mình để coi đọc cái câu hỏi đầu tiên là hai ngày trước là của Nhu Nhom Hai, phải không? Nhu Nhom, Nhu Nhom. Phi Tiến cho chị hỏi: What is the most challenging things for you being single on your own? Cái điều gì mà làm cho Phi Tiến cảm thấy là khó khăn nhất khi mà là một ca sĩ mà không có trung tâm hay là gì đó, chắc là chị ấy nói như vậy, là một mình, ở một mình. Thì Tiến thấy là rất là khó khăn. Cái điều thứ nhất là người ta không có hiểu được cái cảm giác của một người ca sĩ, và cái khả năng của mình có nhiều lúc mình cũng bị challenge, tức là mình bị thử thách rất là nhiều. Và nhiều người cũng mình phải cần có những cái sự mà che chở của nhiều người, cho nên khi mà mình ở một mình như vậy đó thì nó có những cái challenge riêng, là mình thấy rất là cô đơn, và nhiều lúc mình cũng thấy cái tài năng của mình nó không có đầy đủ để mà cho che lấp lại cái sự cô đơn đó. Cho nên là đây là một câu hỏi rất là good. Tiến cảm ơn Như Nhom rất là nhiều. Câu hỏi thứ hai là của Little Willy. Cuộc tình đầu bạn đắp mộ là bao nhiêu tuổi, giờ bạn có gặp lại cô đó không? Cái này cũng hóc búa lắm nha. Cuộc tình đầu của Phi Tiễn mà tại ở Hoa Kỳ là lúc đó chắc khoảng chừng 17 tuổi. Phi Tiễn không có cơ duyên gặp lại được cô ấy nữa. Câu hỏi này rất là hay và rất là personal. Phi Tiễn đó giờ cũng chưa có nói với nhiều người về cái vấn đề này. Cho nên là cảm ơn Willy đã trả lời câu hỏi này nha. Mình nên đã cho một cái nghi vấn rất là hay. Beauty Connect. Đấy là trong MV rượu anh uống là rượu thiệt hay là giả? Tất nhiên là rượu thật chứ. The juice mình uống lúc đầu đó là Phi Tiễn và cái người quay phim đó là quay từ 7 giờ tối, mình set up và everything, thì khi mà bắt đầu quay đó là cho tới 7 giờ sáng. Cho nên là cái chai rượu mà Phi Tiễn cầm ở trước mặt đó, là chai đó Phi Tiễn lúc đầu là rất là đầy. Để tới mặt cuối cuối ngày thì mình còn có hơn một chút xíu, hơn 1/3. Uống rất là nhiều, đêm đó mặt mày quý vị là thấy là xanh luôn á. Mình muốn là nhìn cho nó già, nó thật, và cái cảm giác nó nhìn rất là real. Nên là yeah, cảm ơn Beauty Connect đã hỏi câu hỏi này rất là hay. Okay, rồi tới ai là Đính Nam hay là Đinh Dinh Nam. Phi Tiễn đã đắp mộ bao nhiêu cuộc tình rồi, lần cuối là khi nào? Phi Tiễn chắc là không nhớ được bao nhiêu cuộc tình, nhưng mà cuộc tình những cái cuộc tình quan trọng nhất cuộc đời của mình thì cho có khoảng 2 cuộc tình. Cái cuộc tình mà dài nhất trong cuộc đời Phi Tiễn là 11 năm. Cho đó là khoảng chừng trên 3 năm trước. Nên là đây là một câu hỏi rất là riêng tư và Phi Tiễn cũng ráng cố gắng trả lời. Cho nên là cảm ơn Đỉnh Nam rất nhiều, rất là có duyên. Để coi con Hào Ngọc thì hỏi là hy vọng kịp tham gia game show, hỏi có phải là sâu sắc nhất,
có phải đó là sâu sắc nhất nếu được sự lựa chọn một lần nữa, biết trước được kết quả như vậy rồi anh có chọn lại cuộc tình đó hay không? Và nhiều người hỏi về cuộc tình của mình, và trong cuộc sống thì Thủy Tiễn muốn làm sao để đừng có những sự hối hận trong cuộc sống, cho nên những cuộc tình dù nó có rất là đau buồn hay là nó có những cái khía cạnh của cuộc sống mà mình không có được vui, Thủy Tiễn đều cảm giác đó là những bài học rất là tốt cho mình, nên là đi không hối hận gì cả, đặc biệt nhất là mình được gặp người đẹp, đúng không mày? Cho nên là trong cuộc sống thì mình không hối hận gì cả khi mình gặp được những cái mối tình mà mình có thể chia sẻ được cuộc sống của mình. Như vậy cảm ơn rất nhiều cho cái câu hỏi này nha. Wow, cái người này viết dài quá. Tuyền Nguyễn hỏi bây giờ trong đồng đại học có rất là nhiều câu hỏi, nhất là những câu chuyện đời tư của anh, ví dụ như là con người chúng ta dù nam hay là nữ. Làm ơn nha quý vị, mới mốt viết bỏ dấu giùm để Phi Tiễn, đây rất là dở tiếng Việt rồi họ viết cũng không bỏ dấu nữa, thiệt tình. Thì buồn thì khóc, mà vui thì cũng khóc, không biết là anh Phi Tiễn có bao giờ có như vậy hay không. Anh định cư ở Mỹ lâu rồi, anh có muốn ăn những món ăn của Việt Nam mình hay không? Anh Phi Tiễn hát dòng nhạc mùi trữ tình, không biết ở ngoài đời anh có lãng mạn không? Còn nhiều câu nữa em không biết, hay là câu hỏi nào bóc búa, hóc búa để hỏi nữa, em xin phép không hỏi được, không có hỏi được hay không? Em đã hỏi nhiều lắm rồi em, mà nói em đã không hỏi là sao? Hiện bây giờ em rất mong vài ngày nữa music video đó một cuộc thi của anh sẽ có tỷ view. Anh cảm ơn em rất nhiều, rất là có duyên. Cái câu hỏi này thì anh không biết trả lời từ đâu, nhưng mà trong những lúc mà buồn vui thì tất nhiên mình có những cảm giác là buồn. Nhưng mà là một người nghệ sĩ thì cái tâm trạng của mình thường thường là nó anh không có muốn là hơn cái những cái người bình thường, nhưng mà nó có cái những cái cảm xúc mà mình cảm giác, những cái có cảm giác mạnh nó rất là nhạy cảm, cho nên là tất nhiên rồi. Và anh đã định cư Mỹ rất lâu, nhưng mà anh rất là thích ăn đồ Việt Nam. Và anh nghĩ chắc mai này nếu có duyên thì anh cũng sẽ có một ở Việt Nam luôn nữa. Cho nên là và để coi ở ngoài anh có lãng mạn không, không biết nữa. Anh thấy cách anh nói chuyện có nhiều lúc cũng rất là đáng sẹt đó. Cho nên là bởi vì bây giờ anh cũng vẫn còn rất là độc thân, rất là ế, biết không? Cho nên là anh cũng cảm ơn lời chúc của em là một của anh, đó một cuộc tình của anh sẽ rất là thành công. Và anh cảm giác được là rất là nhiều người đón nhận, và trong cái comment section thì mình có rất là nhiều những cái lời cổ vũ rất là dễ thương. Thì Tiễn cảm ơn subscribe của quý vị, mấy chị cần chưa có đầy một tuần mà mình đã có gần 700 subscriber rồi, cho nên là oh my god, cảm ơn thượng chủ nhân của Thủy Tiễn Music. Cho nên là cảm ơn câu hỏi của em, câu hỏi của em Tuyền Nguyễn rất là tuyệt vời, cảm ơn em rất nhiều. Để coi Trí Đặng, đây là bài hot hiện nay, rất một cuộc tình, nhiều ca sĩ thể hiện thành công, anh thể hiện tiếp theo anh có sợ bị gọi là theo trào lưu không, khi mà anh thể hiện quá thành công dòng nhạc lính, vậy điểm đột phá trong clip này là gì để người nghe cảm thấy anh không đi theo dòng nhạc thị trường, trong tương lai anh sẽ có nét riêng gì để người nghe khi nghe giai điệu thôi thì đã biết đó là nhạc mình Thủy Tiễn không làm với cả gì khác. Thì câu hỏi này của em ra cũng rất là tuyệt vời, thì em hỏi nhưng mà em cũng đã trả lời rồi đó. Thì khi mà nói đến dòng nhạc lính thì rất là nhiều bạn bè của anh cũng cảm giác rằng anh sinh ra thì nhạc lính, và đặc biệt nhất là nhạc sĩ Trúc Sinh là người thầy của anh, thì anh cái này thì anh cũng không muốn khoe lắm, nhưng mà nhạc sĩ Trúc Sinh có nói với anh nhiều lần là em sinh ra là để hát nhạc lính, cho nên trong vòng 20 mấy năm nay là nhạc sĩ Trúc Sinh đã làm nhạc, nhưng mà nhạc sĩ Trúc Sinh rất là thích cái CD của anh chuẩn bị phát hành là Người Lính Vào Mùa Xuân. Cho nên để trở lại với câu hỏi của em thì cái bài Đắp Một Cuộc Tình, đúng vậy, có rất là nhiều người đã từng hát bài hát này, và anh cũng thấy rất là nhiều người hát rất là hay và đã có triệu view, nhưng riêng anh thích một cái challenge, một cái thử thách rất là lớn, đặc biệt là những bài hát mà đã có rất là nhiều người hát rồi, cũng như là lần đầu tiên anh bước lên trên sân khấu của Trung tâm Asia,
nhạc sĩ Trúc Hồ đã cho anh một bài hát mà nó rất là nổi tiếng, mà đã được trình diễn bởi các ca sĩ rất là nổi tiếng như Đặng Chí Khánh. Thì một mai ở từ Vũ Khí là một những bài hát mà nó rất là nặng ký cho một người ca sĩ mới lên sân khấu. Nhưng mà từ đó anh có cái cảm giác là rất là thích những cái thử thách như vậy. Trên bài Đất Một Tình cũng là một trong những bài hát mà nó thúc đẩy anh mình nên hát. Thì được cái sự hướng dẫn của nhạc sĩ Trúc Sinh cũng như là được cái original music sheet của bác Quang Võ, tức là bác Thủ Thanh, thì mình hát cho đúng theo cái tâm trạng của người viết, và cái cách luyến lái và cái nốt nó càng đúng theo cái original sheet, cái nốt nhạc càng tốt. Nên cái tâm trạng này là một trong những cái tâm trạng mà Phi Điền hát nó giống như là bài Từ Lúc Em Đi. Nếu quý vị theo dõi thì nó có một cái tâm trạng rất là romantic, rất là nhẹ nhàng. Khi mình ngồi đó, mình uống ly rượu và mình nhớ lại một cái cuộc tình nào đó trong đời của mình. Và cái sự đắp mộ này không phải là sự chôn giấu, quý vị ạ. Ở đây sự đắp mộ này là cái sự che lấp tình cảm, nhiều mối tình, nhiều cái cảm giác nó hàng ngày, hàng năm, hàng tháng nó chất chứa lên, chứ không phải là mình đem chôn nó. Nên là thì đừng lấy cái tâm trạng đó mà để hát bài hát này. Và khi cảm thấy rất là thành công là cũng là vì mình có được với những người thầy, cũng như là có những cái hòa âm mà nó rất là đẳng cấp. Nên là thì điểm xin cảm ơn một cái câu hỏi rất là hay nhưng mà phải trả lời rất là dài dòng. Cảm ơn chị Đặng rất nhiều. Hãy coi tới bây giờ tới ai đây. Lê Đình Quý xin cảm ơn anh. Ai đã hẹn với thề ra đi chẳng giả từ, cùng mộng dở dang say hoài sầu không vơi, nhớ người ta rót ly này. Từng trường đoạn trong ca khúc đều toát lên thứ cảm xúc rất đặc biệt. Vậy có khoảnh khắc nào khi thu âm ca khúc này khiến anh tiễn liên tưởng đến nhớ đến một giấc mộng lỡ làng nào đó vô cùng quen thuộc không? Và anh có niềm tin sau giấc mộng ngang trái đó họ còn cơ hội được đoàn tụ không? Cảm ơn, chúc anh và các anh chị của gia đình Motif luôn giữ sức khỏe và cho ra đời thêm những ca khúc thật hay từ Hà Nội. Cảm ơn anh Lê Đình Quý và một lời thật là đẹp từ xa xôi Hà Nội. Đối với Phi Thiện thì thường thường mình có ôm những giấc mộng lỡ làng, thì mình mới biết quý trọng cái tình cảm đó. Cho nên tất nhiên trong tình yêu cũng như là trong cuộc sống, mình luôn có những cái hy vọng, và cái hy vọng đó nó nuôi nấng cho cuộc sống của mình, nó đưa đẩy cái cuộc sống của con người như là những cái thăng trầm của cuộc sống. Nên tất nhiên ai cũng muốn mơ mộng để trở lại cái thời vàng son hoặc là một cái mối tình thật đẹp đó. Nên tất nhiên để trả lời câu hỏi của anh là nhà suy tiện rất là có nhiều lúc mình cũng muốn trở lại giây phút đó, nhưng nhiều lúc nó đã qua thì nó không thể nào lại lại. Đó là một điều rất là đáng tiếc, và xin cảm ơn câu hỏi thật là tuyệt vời của bạn. Anh Tiến Trần, có phải chị ấy bỏ anh ra đi nên anh mới đắp một cuộc tình chăng? Còn cười cười nữa kìa. Chúc mừng anh Tiễn ca, hòa âm đỉnh, thêm cách xử lý khác lạ của anh nữa, 10 điểm trên 10 điểm. Mà nhớ dành thời gian để đi lăng kim nhé. cảm ơn Tiến Trần rất nhiều, và đây cũng là một trong những cái nốt ấn, cái điểm nhấn mạnh trong cái những cái video của Phi Điền sắp tới, và cũng như là bài Thành Phố Buồn, cũng như là bài Đắp Một Cuộc Tình. Và sắp tới thì Điền sẽ có những cái video cũng y chang như vậy. Phi Điền muốn gần gũi với các bạn nhiều hơn. Phi Điền muốn đến gần với mọi người là khi mà mình quay một cái video, Phi Điền không có che giấu một điều gì trên mặt mình. Từng cái vết thẹo, từng một cái cảm xúc và cảm hứng của mình nó đều diễn ra và gửi đến quý vị. Cho nên đối với Phi Điền thì vấn đề mà mình làm cho mặt láng hay mặt đẹp thì quý vị đã thương Phi Điền rồi, quý vị đã thương, bởi vì Phi Điền đã vào trong ngày này cũng đã được gần 10 năm rồi. Quý vị nào đã thương Thiện thì họ đã thương rồi, còn người nào họ đã không thương thì mình dù có lăn mặt cho đẹp, mình ăn mặc cái giò đi nữa thì họ cũng không thương đâu Tiến Trần ơi. Cho nên là cảm ơn em đã cho một ý kiến rất là hay, nhưng mà anh nghĩ là anh như vậy nó đủ rồi, chứ đẹp trai quá rồi sao không biết nữa. Anh cảm ơn em rất nhiều nha. Ok, bây giờ tới Hoàng Quân Đặng Official. Hỏi là vì sao lại chọn bài này, phải chăng
anh đang nhớ đến một người cố nhân nào đó và những cuộc tình trắc trở trong đời của anh hay là vì lý do gì khác. Anh hát bài hát này rất có cảm xúc và sự chân thật của một mối tình trắc trở. Mỗi câu mỗi chữ mà anh hát lên như muốn nói lên một niềm tâm sự. Nếu anh trả lời là đơn giản là vì bài hát này hay thì em không tin đâu. Thì tất nhiên rồi, cũng như là những câu hỏi trước là anh đã có bật mí một chút xíu đó, thì cái chọn cái bài hát này đó là một cái sự thử thách. Nhưng mà thật sự ra thì nó cũng có những cái mối tình mà anh muốn chất chứa trong lòng mỗi khi mà Phi Tuyển vào trong cái phòng thâu để mình hát, dù một bài nhạc lính hay là một bài nhạc dân ca hay là một bài nhạc tình, thì hiện điều lấy tâm trạng của cái người viết trước. Cho nên là đây là một câu hỏi cũng rất là challenge và rất là hay, thì cảm thấy rất là tuyệt vời. Tuy là nhìn nó đơn giản nhưng mà nó không phải là đơn giản như vậy. Cho nên là yes, bài hát này là một trong những bài hát mà mình cảm thấy có rất là nhiều cảm xúc mà khi mình hát bài hát đất mục tình đó, mình không có muốn nó quá miền Nam thì nó sẽ thành quê hương, nhưng mà mình không có muốn nó quá là sến, không? Cho nên là mình phải rất là thông thả và theo những cái nốt cho nó rất là đúng. Nên là xin cảm ơn Phạm Phương Đặng rất là nhiều, một câu hỏi tuyệt vời. Anh Điền Phùng hỏi nè, nếu mai mốt có vợ mà vợ hỏng hạc với mẹ và gia đình mình thì em sẽ làm sao? Trời, cái này dễ quá luôn á, thì mình lấy vợ khác thôi, có gì đâu. Nói thật sự ra thì một người vợ và một người tình hay là một người bạn gái hay gì đó đã vào trong cuộc đời của mình thì tất nhiên cái người này sẽ là người trong gia đình và trong cuộc đời họ là điều khác nữa cuộc sống của mình. Cho nên là tất nhiên cái người này sẽ phải thương mẹ của mình mà mình cũng phải thương mẹ của người đó. Thì tôi nghĩ là chắc không có bị trắc trở như vậy đâu. Cái tình yêu nó ích kỷ, nhưng mà đối với cái sự lễ phép và hiếu đạo thì tất nhiên là cả hai đều có quý vị ha. Cho nên là câu hỏi cũng rất là hay và rất là dễ thương. Hãy coi chị Thúy Trần Nguyễn, this version hay nhất từ trước đến giờ nè, hòa âm cho đến giọng hát. Hỏi nhỏ nha, mai mốt có vợ rủi vợ không cho đi hát nữa thì sao? Chả lẽ lại đắp một cuộc tình. Phi Tuyển cảm ơn chị Trần Nguyễn rất nhiều. Cái bài hát này là một trong những bài hát mà Phi Tuyển rất là cảm ơn một người chị. Người chị này là chị tên là Mỹ Ly. Chị là một người đầu tiên mà đề nghị Phi Tuyển hát bài hát này. Và vì chị nói rằng đây có thể là một cái challenge lớn của Phi Tuyển, đây vì bài hát này có rất là nhiều người thích và rất là nhiều người đã hát rồi, nhưng mà không biết được cũng mất cách của challenge hay không. Cho nên là Phi Tuyển thấy được sự thành công này và cái sự thương yêu của Phi đã dành cho Phi Tuyển trong cái buổi Phi Tuyển music. Phi Tuyển rất là cảm ơn và cũng gửi lời cảm ơn đến chị Mỹ Linh rất là nhiều đã cho Phi Tuyển cơ hội để được lấy cái hội thử thách này. Để coi, còn chị Loan Nguyễn, nhiều người hay diễn tả tình yêu với muôn màu, vậy xin hỏi Phi Tuyển màu gì cho tình yêu đôi lứa? Ây chà, cái câu nói này rất là cũng hóc búa, nhưng mà Phi Tuyển cảm thấy tình yêu, người ta nói là tình yêu muôn màu, bởi vì khi người ta yêu thì người ta trong lòng nó xuyến xao như bướm bướm thôi. Mình nhìn cái gì nó cũng sáng sủa hết, còn mình buồn thì nó có cái sự âm u tâm tối, nhưng mà khi mình yêu thì muôn màu muôn vẻ. Cho nên nếu mà nói đến tình yêu mà hỏi tình yêu là màu gì thì mình cũng khó mà nói được một màu, tại vì nó có rất là muôn màu muôn vẻ, nó là một cuộc đời, phải không? Cho nên là Phi Tuyển sẽ nói là màu gì thì Phi Tuyển sẽ là muôn màu muôn vẻ, là tình yêu là muôn màu muôn vẻ. Cho nên là cảm ơn Long Nguyễn rất là nhiều. Và nó thật sự ra thì tất cả các câu hỏi này, có nhiều câu hỏi rất là hóc búa, cũng rất là riêng tư, và Phi Tuyển cũng rất là hesitate, là cũng không những câu hỏi này rất là hóc búa, nhưng mà Phi Tuyển cũng hết thời gian rồi, cho nên là mình cảm giác là mình có thể trả lời tất cả những câu hỏi này, nhưng mà Phi Tuyển nghĩ là nếu mà mình trả lời được hết như vậy thì chắc không ai thắng được những cái sản phẩm của mình nữa. Cho nên bây giờ Phi Tuyển sẽ làm như vậy: những câu hỏi nào mà Phi Tuyển cảm thấy rất là riêng tư và Phi Tuyển nghĩ là mình có thể là mình không cần phải trả lời, tại vì nó quá riêng tư như vậy. Thì mình sẽ chọn đại một số 5 người ha, thì Tiến sẽ chọn đại đi. Chứ bây giờ người nào mình cũng đã trả lời rồi hết rồi. Và thì bây giờ là mình sẽ chọn là anh Đặng Hoàng Quân, là Hoàng Quân Đặng nè, mình sẽ chọn anh nè.
rồi anh Lê Đình Quý nè, Hào Ngọc, Đình Nam và Little Willie ha. Cho nên là quý vị này là sẽ xin quý vị hãy gửi message cho Tiễn hoặc là make a comment hay là contact Phi Tiễn và đưa địa chỉ để Phi Tiễn gửi những cái món quà đến cho tất cả quý vị. Phi Tiễn rất là muốn gửi đến tất cả mọi người, nhưng mà nếu mà Phi Tiễn gửi CD ra hết như vậy chắc Phi Tiễn nghèo, không có còn bị gói ăn nữa, cho nên là thông cảm và mong rằng lần sau tất cả sẽ vào trong cái channel của Phi Tiễn để chơi những cái game như thế này, tại vì Phi Tiễn tất nhiên hứa sẽ có những cái cuộc đàm luận và nói chuyện như thế này để gần gũi quý vị hơn. Và Phi Tiễn cảm ơn cái sự chân thành cũng như sự ủng hộ của quý vị khắp nơi trong một cái channel trong một cái thời gian rất là ngắn như thế này, nên cảm ơn rất nhiều. Nhớ là quý vị hãy bấm nút like, bấm nút share, comment đủ thứ, chia sẻ, nhấn chuông nhé, và subscribe. Cho nên là cảm ơn rất nhiều và Phi Tiễn xin chào và hẹn gặp lại lần sau nhé. Cảm ơn rất nhiều. Bye. Cuộc rêu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi.